Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một cái mẫu chậu xi măng của bên mình bò đẩy. Nó gồm có 3 size. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo cho các bạn thấy ha. Size đầu tiên đường kính là 20 cm, phía đáy là 12 cm, còn chiều cao là 16 cm, chiều dày là 2 cm. Ở đây là cái lỗ thoát nước của chậu là 2,5 cm ha. Tiếp theo là cái size thứ hai, đường kính là 24 cm, chiều cao là 20 cm, rồi chiều dày là 2 cm ha. Rồi đây là cái lỗ thoát nước cũng là không, cái này là cái đáy của chậu là 14 cm. Rồi đây mới là lỗ thoát nước nha các bạn, là 2,5 cm. Rồi đây là cái size to nhất trong cái bộ chậu, là đường kính là 30 cm, chiều dày thì cũng tương tự là 2 cm ha. Rồi chiều cao là 24 cm. Sẽ để ba chậu vào, mình sẽ đi một vòng vòng cho các bạn coi nha. Đó, quay cận cảnh cho các bạn thấy. Thì các bạn thấy đó, cái màu của cái chậu xi măng thì nó như vậy thôi. Nói chung về cái độ hoàn thiện thì khoảng tầm 8-9 điểm. Nếu các bạn không có quá mà chi tiết đó, thì mình thấy là chậu xi măng dùng rất là ok. Thứ nhất là giá thành nó cũng tương đối là rẻ. Thứ hai là nó cũng dễ dùng, cái để ở trong bất cứ cái không gian nào mình thấy nó cũng phù hợp. Mà đặc biệt là đối với những cái nhà mà hiện đại bây giờ thì cái màu sắc thì màu này mình thấy là để không gian nào nó cũng rất là phù hợp. Cái không gian thì phù hợp cho cái chậu này thì mình nghĩ là có cái màu vị pastel hoặc là những cái màu mà trung tính thì nó sẽ phù hợp hơn ha. Thì ở đây là do tình hình dịch bệnh cho nên là mình mới chuyển cái showroom của mình từ Bình Dương lên thành phố, nhưng mà do là tình hình dịch bệnh cho nên là nó cũng chưa có hoàn thiện, thì để cho khi nào mà nó hoàn thiện rồi thì mình sẽ ra nhiều cái video hơn để cho các bạn tham khảo, cũng như là các bạn có thể thấy được cái tính năng, công năng của sản phẩm để xem nó có phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn hay không trước khi mà quyết định mua ha. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn vào cái video tiếp theo ạ.